Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Channel Tô Màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh. Đó là hình ảnh chậu cây đồng tiền nhé. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Phần lá mình sẽ tô màu xanh lá cây. Tiếp theo mình sẽ tô màu cam. Thank you.
mình đã tô màu sang bức tranh hình bông hoa đồng tiền màu đỏ mận. Các bạn có thể tham khảo tông màu. Hôm nay mình tô màu cho bức tranh chậu hoa nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.